Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City các bạn ạ. Đấy, đây là cái phiên bản Honda City, phiên bản top các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh 5 vạn km các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cũng đã rút hồ sơ thu hồi biển số rồi, cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này, bây giờ chỉ việc là đi sang tên và bấm biển thôi các bạn nhé. Tất cả các xe bây giờ mua là đều phải thu hồi biển số hết luôn quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là màu đỏ đô các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda City nó có phiên bản Honda City thường và phiên bản Honda City Top. Thì chiếc xe này ở phiên bản Honda City Top, phiên bản đầy đủ option nhất rồi các bạn nhé. Phiên bản này cao nhất rồi. Nó giống như chiếc xe Toyota Vios phiên bản E và bản G đấy ạ. Đấy, bản G là bản cao. Còn ở Honda City thì phiên bản Top là phiên bản cao các bạn ạ. Đèn LED này, đèn LED, đèn backlight này, đấy. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này màu đỏ cũng rất là đẹp các nhá, đỏ đô. Đấy, và dàn lốp thì còn cả một cái dàn lốp này, còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang rửa các bạn nhé. Đang rửa cho nên là vừa anh em vừa rửa là tôi vừa quay luôn, giới thiệu luôn cho quý vị các bạn ạ. Đấy, bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, phiên bản 1.5, phiên bản top các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Ở cái phiên bản top này thì xe cũng đã được trang bị sẵn nội thất da, vô lăng bọc da. Đấy, rất là đẹp quý bạn ạ. Nội thất thì da rồi, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, phiên bản top này thì đầy đủ hết cả quý bạn ạ, không thiếu một cái gì cả quý bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da, chiếc xe này mới chạy có hơn 5 vạn km thôi, cho nên đều rất là đẹp đây quý bạn này. Xe thì cũng đã được trang bị màn hình Android. Đấy, camera lùi các thứ đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Và rất là đẹp luôn, toàn bộ từ keo chỉ cho đến táp bi cánh cửa đều rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau, và nội thất da ở cái hàng ghế ngồi phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và những chiếc xe ở cái phiên bản top này thì gần như là đều chủ xe đi rất là giữ gìn quý bạn ạ. Đấy, và ở Honda City này thì cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau các bạn nhé. Đầy đủ option luôn rồi quý bạn ạ, không còn thiếu một cái gì cả. Và chiếc xe này thì đây là cái phần cốp sau đây, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem ở cái phần cốp sau. Những cái chữ logo đều rất là mới, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị ố gì đâu các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau đều rất là mới và còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City phiên bản top sản xuất năm 2020 này thì chúng tôi đang bán với giá là 430 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, ở những chiếc xe phiên bản top này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi, toàn bộ đèn LED ban ngày này, đèn pha bi xenon này, táp bi cánh cửa còn nguyên bản này, và
nội thất ghế da cao cấp quý bạn nhé, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đấy, và toàn bộ từ tay phanh đấy, cho đến vô lăng cần số, đây là vô lăng quý bạn này, còn nguyên bản và rất là đẹp luôn quý bạn này. Đồng hồ lăn bánh là hơn 5 vạn quý bạn nhé, 5 vạn 7 km rồi quý bạn ạ. Đấy, màn hình Android đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Đấy, start top, phiên bản top này thì xe được trang bị khóa thông minh này, start top để nổ, chứ phiên bản city thường thì không có start top đâu các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe đủ option, chạy ít còn nguyên bản còn đẹp mà giá chỉ 430 triệu đồng thôi quý bạn ạ. Giá rất hợp lý các bạn nhé, xe thì đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, Honda cũng đã trang bị cho chiếc City là cái khối động cơ 1.5 lít các bạn ạ. Đấy, và cái ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tem cabo còn nguyên, chưa có dấu hơi vết của việc đâm đụng hay là va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả từ những cái tem keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này, ốc cabo còn nguyên này. Đấy, và cái động cơ của chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tất cả những cái động cơ đến từ đất nước Nhật Bản đều rất là bền. Đấy, đều rất là bền bỉ các bạn này. Ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, ốc chân máy nguyên zin. Đấy, ốc chân máy này, ốc dàn cò còn nguyên hết luôn các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị ngập nước, cho nên là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đây là cái động cơ của chiếc xe còn rất mới luôn các bạn nhé, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.